rồi cái đầu cái nhỏ này đau tay cái đầu nó mai, nếu má đó, thiệt má nó khinh 5-3 kg không nổi, mà cái hũ nó nặng cả chục ký, nếu má thì má cho con nhẹ nhàng, con khiêng lên giống như là hũ khiêng, thấy ghê không? Ha, à, rồi con xua cái để ra đó, cái vợ tôi đốt nhang, nó má, nếu đúng má thì cái nhang á, má đứng yên, má để vô tay một phút, chứ không biết là má, còn nếu không phải là cứ ngã để tàn, làm thấy ấy rồi không? Rồi cái ông thầy ở đây dắt xuống á, cái hình á của mình đó là coi như là mở ra thì nó có ba cái dấu bên trong, ba dấu trắng trắng bên trong cái hũ á, cái mình ướp vô, thường thường ướp vô là mình cũng còn chưa nghi ngờ lắm, nhưng ướp vô mấy cái ren ren của nó khớp khớp với mấy cái miếng cái hũ bà già hên thôi, nó mấy cái miếng ren ở ngoài nó còn giống như vậy nè, lúc mở ra thì mấy cái ren ngoài nó còn, để vô khớp 100% luôn, không có hay ghê mình hên chứ bà linh quá rồi. Nói chung là bà cụ bà cũng linh tiên á. Dạ. Rồi á, cái thằng tụi tôi á là muốn là lúc đó là ban đầu mà lúc mà tự nhiên mình tìm được rồi mình an tâm nên mình không có gì hết, giống như mình ấy có nhiều người ta tìm được và nóng đó rồi. Mình có cái thông cảm như người ta chứ không phải cái gì, cái tôi tìm được rồi cái đầu cái muốn là giống như để cho thủy tán bà hay là muốn đem dù khác không chịu đi. Lúc đó tự nặng trịch lại. Ồ bà không chịu đi. Tôi nói nghèo quýu luôn thầy. Bởi tôi nói hay ghê rồi. Nhiều cái anh mà. Là cái lúc mà đã mất được mất cái bản tên nữa hả? À? Mất luôn rồi. Là mình vô là mình bản tên lúc đó là lượm ngoài sau đây nè. Dạ. Lượm ngoài sau đây nè. Là dạ. Là lúc đó là anh vô là anh là linh tính là biết hồi đó luôn. Bữa đó là đi mấy chùa cái nhưng mà trước trên đường về á nó đi ghé thăm bà già. Dạ. Nói đúc nhang như bà già vô cái đường nó thấy hỡi ơi. Thấy nó tùm lum hết. Rồi lúc đó chiều người lắm phải mình ai cũng nóng hết, sót mà. Trời ơi, vong linh gia đình mình động mồ động mã ai cũng sót. Cứ kiểu ai cũng trách thầy á. Nhưng bây giờ ngồi về mình nghiệm lại chút xíu á. Thấy không có thầy nào làm vậy. Thế này nó có cái gì đó mình không biết, thôi để có đáp cơ quan công an. Dạ. Chứ mình không, mình không tin thầy đúng không? Tại vì người bình thường là không dám làm như vậy rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mà thầy là tu hành đức độ. Mà mấy chục năm mà ai đi làm cái gì? Đúng rồi. Đúng không? Cái nó một người mà ít học nhất. Ừ. Người ta cũng hiểu được. Em ngồi em cứ nghiệm lại đi. Không ai mà như vậy. Thầy á, thấy không? Trời ơi, đức độ. Ừ. Đúng rồi. Tiếng tâm của thầy nó phải nó không phải trong nước mà nó ra cả bên nước ngoài nữa. Không có thầy nào mà đi làm những chuyện như vậy. Giờ em thấy thầy bây giờ chắc thầy không, nhưng mà quá, không nhưng mà hôm bữa thầy cái lúc mà ngay cái ngày đó luôn á thì ở đây tất cả người ta kêu thầy ra hiện ra. Lúc thầy ra có lẽ lúc đó tôi nghĩ nó stress nhiều quá, thầy có nói mấy câu đâm là các Phật tử đây á ta đúng rồi. Nếu mà em hiểu ý không? Dạ dạ em hiểu. Nói là thôi bây giờ cái này nó chuyện dở lỡ rồi. Nhưng mà tôi là chủ trì ở đây, tôi coi hết đây, tôi nhận trách nhiệm tôi hết. Thì lúc đó là đổ đảm Phật tử hạ xuống. Lần này thầy có những lời lẽ giống như thế, mình không hiểu sao lúc đó nó như vậy thì thôi. Chắc thầy là stress quá. Dạ. Bị stress. Trời lúc đó ghê lắm em ơi. Ừ. Bây giờ là em thấy là ổn định chứ bữa đó là giống như có nhiều người bị ổn luôn lắm. Nhiều người mà giống như đồi, em thấy có mấy clip đồi chôn sống lắm đi. Ồ ghê. Mấy người đó chết luôn. Họ bức xúc quá. Ủa, đúng rồi. Thấy trong chùa mà làm vậy là không đúng. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy cái quá. Công đức của thầy nhiều quá. Trời ơi. Ba mấy chục năm rồi nên mình cũng do giờ hỏi em là bây giờ trụ trì một cái chùa đó phải mà vừa bây giờ nói sơ vừa lớp trẻ mồ côi vừa lớp phát thuốc miễn phí rồi vừa coi trong ra tôi ngoài. Sớ là mấy cái đây là thầy đâu coi hết. Thầy đâu có hết được. Dạ, giống như thầy giao cho. Đây là cái sai sót thôi chứ không phải. Hỏi em với lại cái này phải để công an điều tra. Ví dụ nó xúc một hai hũ thôi, 5-3 hũ thôi, cái này trời ơi xúc mấy trăm hũ gì kìa. Dạ, nó phải có vấn đề trong vấn đề thôi, nhưng cái đó mình không dám nói. Em hỏi anh xíu là cái vấn đề này, ví dụ như mình cắt nhận diện này là mình thấy nó có hiệu quả không anh? Trời ơi, nói rồi tâm linh lắm nha. Nó giống như là mình cũng sợ sệt vậy đó, nhưng mà về mình nghe gia đình kể lại thì coi ok 100% luôn, không có chạy 100% luôn. 100% vậy là bà quá hay. Bà quá hay. Cái tâm linh em biết sao là nhờ lưu lại. Lưu bà chị mình nè, là chị hai mình trong gia đình nè, là lưu lại hiểu không? Anh không dạ. Anh thì có hữu tốt đâu. Bây giờ mình có đánh dấu gì chưa anh?
có chứ à. Có số thứ tự bây giờ có số hết rồi à, có bây số hết rồi à. Vẫn ngay cột cũ luôn mà chỉ có trên là sơ xịt cái hũ này hũ kia thôi, nhưng bây giờ tôi xin đổi lại chỗ cũ không được, từ thầy đã đánh dấu hết rồi, đã đánh dấu đó. Ngày xưa nó từ trong ra ngoài giống như từ trong Phật ra 1, 2, 3 bây giờ nó đây là cột thứ 7 và dán cái ấy thứ 7. Rồi cái hũ cốt mình ta đề số thứ tự là 2, 4, 5 ví dụ như là mình chỉ biết vậy thôi. Dạ. Bây giờ đây mình lấy cái hình mình ráp vô thì sao chú nhận diện. Đúng rồi chắc là khớp luôn khớp chắc là mình cũng cũng sẽ thử thêm một cái hướng nữa là ráp hình vô nữa. Đúng rồi để xác định 100% luôn. Đúng rồi đúng rồi ráp cái keo cũ á mà nó vô đúng như là cái khuôn á. Dạ. Dạ. Để vô là không có dài cái nào con bỏ vô cái khuôn cũ đi. Dạ. Mà ví dụ như con để vô gì đi thì nếu cô tìm được cái cốt đúng không? Ừ. Cô chưa có ghi chưa gì hết thì cái hình má của cô là bị mất cái mica. Ừ. Thì khi cô tìm được rồi thì cô mới lấy cái tấm hình cô ướm thử vô đây. Ừ. Nhưng mà cái kỳ diệu nhất là cái hũ cốt này cũng nó khác với người ta. Của người ta là nhọn lên, cái sen này là nhọn lên và nó nhỏ hơn. Yeah. Còn của mẹ cô là nó hơi to. Rồi mình đưa lên cái hình là nó ăn khớp nhau. Yeah. Một bên silicon nó còn hơi nhiều. Một bên này ít, giống như một cái khuôn bánh á. Mà đúng của nó đó, con đưa vô cái nắp dung với cái nồi là vô y khuôn. Yeah. Rồi cái thứ hai nữa là cái tâm linh. Khi mình nhận được cốt á, là mình có một cái giác giống như người nhà mình mà đó. Bao nhiêu năm mà giống như mà con, mẹ mà gặp con á, là nước mắt nó tuôn ra. Yeah. Và nó có một cái điển gì nó chạy khó chịu lắm. Thành nữ cô chắc chắn đây là mẹ của con. Mà khi mà hũ cốt này cũng đã có người thân nhận nữa. Ờ, có một người có khác, người khác nhận rồi. Dạ. Yeah. Sáng ngày hôm đó người ta đem qua người ta đưa lại. Người ta nói với thầy Nhân là không phải của người thân người ta. Là cô là người 11 giờ mấy trưa là cô là người em cô tìm cô vô sao. Cô là người dán hình cho mẹ và người giống như là cô để ý chứ cô có lưu lại những tấm hình mỗi lần cô thăm mã mà thăm về nè cô hay chụp hình lại lắm. Ừ. Nữ mình có cái đặc điểm mà để mình nhận được mẹ mình. Yeah. Nhưng mà nói thẳng là cái tâm linh. Đúng rồi. Mẹ mình giục mình. Ừ. Nếu mà cái người đó lấy người ta không đưa lại đi đúng không thì làm thất sao cô tìm mẹ cô thất lạc luôn á. Ở cô cô mà cái gia đình mà cầm lỗ thì họ có nói vì sao mà họ phát hiện ra là cái đó là thầy nói cho mình thôi. Thì là họ cũng... về giống như họ thấy cảm giác cái rất nhiều như thế nào đó là người ta mới vô nói giống như là báo mộng cái gì là đó. Cái này chắc bà linh tính quá mới nói cho họ biết luôn á. Họ đem vô trả nhưng mà cô đức tin mẹ cô là bà linh lắm. Dạ. Giống như ở nhà cô làm một điều gì cô như thế nào là cô nguyện mẹ cô. Ở đây cô mấy thân nhân ở đây cô? Cô có một thôi nhưng mà cái bữa mà cô nhận được thì cô nói thật cô rất là bức xúc. Dạ, cô vô cô thấy cảnh này cô đau lòng lắm. Nhưng khi mà cô lợi gian cô là cô bưng cái hũ để cô đi về. Nhưng cô nói với mẹ cô thôi bây giờ con ấy con mang về để con rải hoặc là con gửi những chùa khác. Thì cái hũ á giống như mà mình nói thì nhiều khi người ta không nghĩ là tâm linh người ta nói mình nó xạo. Dạ. Nó nặng lắm con. Nặng luôn. Nó không nói nổi cô nổi ốc luôn à. Dạ. Nó gị lại thì thôi cô quyết định cô để đây. Còn cái việc mà thầy chủ trì có làm hay ai hại thầy cái đó là chuyện của nhà nước thân vô cùng. Dạ, dạ. Nhưng mà theo cô nghĩ á không có thầy nào làm gì đâu. Dạ, đúng rồi. Nếu làm thiếu gì ngày để làm. Dạ. Không ai lựa cái ngày rằm ngày Du Lan báo hiếu mà để làm những dạ, đúng, đúng, đúng. Cho những gia đình đau khổ như vậy. Chết một lần chôn đã đau buồn thêm lần thứ hai bốc mộ lên thiêu là hai cái thứ ba vô thấy gia đình mình như vậy rất là đau buồn. Khi con cô và em cô vô tìm á, mẹ ơi con tìm không được, cô lại nghĩ là hũ này đưa qua hũ kia. Không bao giờ cô tưởng tượng như tụi con cũng đâu có nghĩ là nó lại như vậy. Khi cô mở máy ra con cô nói mẹ mở ra xem đi thì cô nói thật với con là cô không kèm được nước mắt nữa. Là cô chạy lên là cô nói thật cô cũng hơi nóng. Nhưng mà khi cô nằm lại cô suy nghĩ rồi cô coi lại cái quá trình mà cô biết thầy lúc cô mới mười mấy tuổi thôi mà tâm niệm của mẹ cô xưa hay đi chùa này nếu mẹ mất là đưa mẹ vô đây
Bây giờ chẳng lẽ chuyện mình chưa biết ngã ngủ gì đâu mình đổ tội cho thầy, buông những cái lời hơi quá đáng với thầy thì cũng ăn tội. Thì cô đây, cô cũng nói những người có tâm nhân mà chưa tìm được hài cốt của gia đình thì hãy xin bình tĩnh và hỷ xả, từ từ mình tìm lại được thì cái đó là phước đức của gia đình mình. Còn nếu không được thì mình cũng phải hỷ xả tất cả mọi người. Chứ không viên, nếu trường hợp như cô mà cô không tìm được mẹ cô thì cô cũng như mọi người thôi. Giờ biết làm sao, đúng không? Thì thôi giờ mình hãy bỏ hết tất cả đi, rồi từ từ sự việc này sẽ sáng tỏ. Nếu thầy là người chỉ đạo cho chúng sanh làm những chuyện như vậy thì thầy sẽ có tội. Còn nếu ai mà hại thầy thì sẽ lãnh những hậu quả hết. Thành nữ tôi kính thưa với tất cả mà gia đình mà đã có cốt ở đây, hãy bình tâm và ăn nói chuyện buông lời nhẹ nhàng tí, đừng có buông lời quá. Tôi biết thầy, thầy rất là tốt. Còn mà hôm mua đất mà để chôn á, tôi khẳng định mẹ tôi mua, tôi mua lúc năm 96 chỉ có 11-12 triệu thôi, chỉ giá vàng có 3 cây mấy thôi và chôn khoảng có mấy cây thôi. Đừng có phóng lên mấy chục cây là dốc, nói gì là mang tội, thêm cái tội nghiệp. Cái thứ hai, bốc mộ chỉ có 12 triệu, còn những mộ nào nhỏ quá thì chỉ có mấy triệu thôi. Đừng có nói mà 35 triệu, 25 triệu là không đúng, không đúng sự thật. Còn hô là đưa tiền cho thầy nhận là càng sai nữa. Chỉ có thằng đại hàng thôi là người giao dịch, chứ thầy không nhận một đồng tiền nào hết, cả thầy chủ trì và cả thầy nhân luôn. Không bao giờ, không phải mình tìm được mình nói, nhưng mà mình nói đúng cái lương tâm mình. Nếu tôi nói sai hôm nay tôi sẽ lãnh những hậu quả. Còn tôi mong rằng quý vị có nói thì phải nói đúng sự thật, đừng có phóng quá. Đức gì mà 20 mấy năm mà mấy chục cây vàng, cái chuyện phi lý, chỉ có tính ra tiền chỉ có 11-12 triệu thôi. Còn xây mã mà bình thường chỉ có 10 mấy triệu, còn mã đẹp á thì mới mắc. Còn bốc mộ á, khẳng định mộ 12 triệu, còn mộ nào thường á, chỉ có 5-6 triệu thôi. Mộ mà chỉ còn cốt nhỏ đó, còn của má tôi là sang qua, tại vì má tôi còn y nguyên, sang qua mới là cái giá đó. Đó là nữ thôi, hôm nay tôi cũng tìm được thì tôi mong những người nào chưa tìm được hài cốt của mẹ thì bình tĩnh và cầu nguyện để nghe hướng chùa giải quyết, để chùa chứ tìm được gia đình, chứ đừng có buông lời quá đáng. Chị có tin là thầy là một nạn nhân của một kẻ phá hoại nào đó không? Cái đó thì không, mình không dám không, nói không. Nhưng không dám xí vô. Mình không dám nói, nhưng mình mong rằng cơ quan chức năng ban ngành giỏi vào cuộc tìm ra ai là chủ mưu và ai là chính tay làm cái việc đó. Tự vì cái này nếu nói mà tự nhiên bung thì nếu có bung, bung một ít thôi. Tôi xác nhận bung là những cái cốt để lâu năm, silicon lâu khô rớt ok, nhưng mẹ tôi mới có mấy năm mà, thậm chí mỗi lần tôi vô tôi còn lấy tay tôi rờ cái hình của bà mà. Bung là phi lý, cái này tôi khẳng định là có người cại ra đó, cại mà. Còn cái gì nữa chấm hỏi để cho cơ quan chức năng làm tiếp. Cái đó tôi nói là, còn tôi và tôi không ngã ngủ với ai hết, tôi chỉ mong tôi khuyên những người mà còn lại mà chưa mình tìm tâm, mình tâm là tiền cốt được gia đình á, buông lời cây nghiệp quá, tạo nghiệp, từ từ tìm lại. Chị thấy nhiều người, một số người thân vừa qua thì có phản ứng với nhà chùa thì thấy có hơi quá vậy, thấy hành động như hơi nào? Buồn. Hơi tôi buồn. Có coi một cái clip, cái anh đó anh kêu thầy bằng mày, mày mượn áo thầy tu thì này nọ, thì tôi nói thật á, tôi cũng hơi đau lòng. Dù cho thầy có làm như vậy, tôi nói thí dụ, mình không nên buông lời khẩu nghiệp, có bức xúc cũng vừa thôi. Tại vì thầy tu mấy chục năm rồi,
năm nay thầy 80 tuổi rồi. Còn bao nhiêu nữa em? Còn bao nhiêu nữa em? Tầm mấy tuổi? Đúng không? Thì đôi lúc đi cho thầy đủ lẫn đi mình nói. Nhưng mà tôi chỉ hơi buồn tí xíu thôi. Nếu cái ngày mà bị như vậy nè, thầy ra thầy nói tôi chịu trách nhiệm hết, thì theo tôi nghĩ thì cái vụ việc nó hơi dịu lại. Thì tôi nghĩ thầy bữa đó thầy cũng hơi bức xúc á. Thầy có nói những câu chỉ vô đây, thầy cũng quản vô đây chỉ nghe kinh thôi, chứ cô tôi bản thân tôi không có nhận tiền gì hết. Thì thầy nói cái đó thì thân nhân gia đình thì đôi lúc bức xúc. Thì cái đó tôi thầy hơi có cái đó xíu sai thôi. Còn toàn bộ tôi nghĩ thầy rất tốt. Tự nhiên tôi tiếp xúc thầy rất cũng nhiều, từ lúc tôi còn nhỏ mà bây giờ tôi cũng năm mấy tuổi rồi, thì tôi cũng đã biết thầy như thế nào rồi. Biết thầy còn năm 80 mấy rồi. Thầy trồng những cái cây hoa đó, thầy đem ra đường Phan Đình Phùng là bây giờ là bưu điện có nhận á, chân bán. Và có các chú tiểu nữa, những chú tiểu mà bây giờ biết tôi như thầy Thịnh, thầy Nhân là toàn cô. Thì mình biết mấy thầy nhỏ mình vô đây mình đi chùa nè. Thầy thích con thật á. Là ngày xưa là con của thầy luôn á. Là thầy nuôi luôn á. Thầy nuôi ở đây thầy nuôi nhiều lắm. Thích nhất Thành luôn á. Thầy nói nhận ra tôi chứ tôi chưa nhận thầy. Thầy nói tôi biết chị ở Phú Nhuận, tôi ở Phú Nhuận. Thầy nói là tôi biết chị không sao đâu. Nhưng mà tôi nói thật, tôi khuyên mọi người thôi, cái gì cũng quan hỷ đi. Sống trên đời này á, hơn cô chẳng được gì đâu. Mà hơn nữa là thầy là người tu hành nữa. Bây giờ thầy có lỗi, có sai thì có chính quyền nhà nước làm việc với thầy. Còn mình thì thôi, mình cứ từ từ đi, chứ đừng có buông lời. Thằng này, thằng kia kỳ lắm. Nhưng cái đó tôi nói thật, tôi nghe cái clip đó tôi đau lắm á. Thiệt, tôi cũng ơi, tôi cũng là nạn nhân mà. Không phải tôi tìm được mẹ tôi nói ai, tôi cũng là nạn nhân. Nếu tôi không tìm được mẹ tôi thì tôi cũng đồng ý với mọi người, ai đưa về quyết nhiều là tôi ok. Chứ giờ mình muốn tìm lại cũng có đâu mà tìm, đúng không em? Thì giờ mình phải cố gắng mình cho mọi người một chút gì đó để chờ. Mà tôi xuống dưới tôi thấy mấy thầy tìm tôi thấy cũng tội lắm. Bây giờ dưới tìm 80% rồi đó. Tìm nhiều lắm rồi đó thành thử. Những người nào mà có thân nhân mà chưa tìm được cứ niệm Phật trong lòng và cứ thành tâm đi. Rồi sẽ người nhà mình sẽ linh thiêng, sẽ báo mắt cho mình biết. Rồi từ từ mình sẽ tìm ra thôi. Đừng có hồ đồ. Với ai nữa mình có hồ đồ thì tất nhiên ai cũng bức xúc, nhưng mà vừa thôi. Dịu lại tôi rồi, bữa tôi cũng khóc dữ lắm. Tôi có quay cái clip tôi đưa lên á. Tôi chỉ nói một câu vậy mà tôi cũng cảm thấy tôi hơi bị khẩu nghiệp. Trời ơi là trời sao ác quá. Chứ tôi không bao giờ tôi nói thầy làm hay người này làm. Tôi nói thật sự thật là như vậy. Thôi vậy thôi nha. Dạ, còn rồi. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Cô tên gì? Cô tên Phạm Thị Quỳnh Hoa.